Chào mừng các học viên đã trở lại với kênh của King Marketing. Thì ở video ngày hôm nay, Thạch sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao để chúng ta có thể chạy một chiến dịch trên Instagram một cách hiệu quả. Thì Instagram là một mỏ vàng đối với những các sản phẩm dành cho các bạn nữ, bởi vì số lượng các bạn nữ sử dụng Instagram rất là nhiều, dùng để up ảnh lên hoặc là dùng để chia sẻ những cái khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Thì nếu mà chúng ta biết cách nắm bắt, biết cách tận dụng nó, thì chúng ta có thể tạo ra được những nguồn thu nhập từ việc bán hàng online trên Instagram. Thì ở video này, Thạch sẽ tập trung hướng dẫn chỉ cho các bạn cách làm sao để chúng ta có thể chạy một quảng cáo giúp tăng lượng follow và cũng như là giúp tăng được cái lượng đơn hàng của chúng ta trên Instagram bằng cách chạy quảng cáo trên đó. Thì thứ nhất, để tối ưu được cái việc chuyển đổi thì chúng ta phải có một cái nội dung thật là chất. Thì ở đây mình muốn hướng dẫn các bạn cách tạo một cái đoạn video ngắn cỡ 15 giây để chúng ta có thể tiếp cận khách hàng ở trên cả story. Thì cái tỷ lệ mà chúng ta tiếp cận khách hàng nó sẽ cao hơn và cũng như là chuyển đổi nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Thì bước đầu tiên, các bạn hãy vào trang gfxdownload.com. Các bạn hãy vào trang này và chúng ta tìm với từ khóa là Instagram Story. Thì trên đây là một trang giúp cho chúng ta có thể download những cái template người ta đã dựng sẵn. Về chúng ta chỉ việc thêm hình và chỉnh sửa câu chữ thì chúng ta đã có một cái video hoàn chỉnh để chúng ta có thể chạy quảng cáo. Thì các bạn có thể thấy những cái mẫu nào phù hợp với sản phẩm của mình thì các bạn có thể lựa chọn nó. Thì sau khi mà chúng ta lựa chọn được một cái mẫu quảng cáo ưng ý của chúng ta thì chúng ta có thể xem được cái đoạn video demo của cái mẫu đó để xem nó hiển thị như thế nào. Thì sau đó thì chúng ta có thể bấm vào zip share để chúng ta có thể download. Đây, mình sẽ tải nó về từ zip share. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi nó download xong cái file này nhé. Thì để có thể chỉnh sửa được cái file này thì chúng ta phải có cái phần mềm là After Effects. Đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Adobe After Effects CS6. Và các bạn có thể download những cái bản CC mới hơn cũng được. Thì nó cũng tương tự nhau thôi. Rồi, sau khi các bạn đã download xong thành công cái file thì các bạn hãy giải nén nó ra. Sau đó thì mình sẽ bật cái file này lên. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái file này nha. Thì khi mà bật lên thì các bạn để ý mình cái cột bên tay trái, cái tên là Project. Thì ở đây nó sẽ có những cái story. Mà để ý cái mục story nè, thì nó sẽ có rất là nhiều cái story. Story 1, story 2, story 3. Thì bạn thích cái mẫu story nào thì các bạn chỉnh sửa cái story đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái story 1 ha. Thì các bạn click vào cái story 1, đúp vào cái biểu tượng có cái phim đây thì nó sẽ xuất hiện ở phía dưới đây. Và chúng ta chỉnh sửa cái chữ ở trên đây bằng cách là chúng ta double click vào ví dụ chữ BA thì nó sẽ ở đây. Chúng ta double click vào, ví dụ ở đây mình sẽ trở thành chữ King. Đó, thì mình sẽ chỉnh sửa chữ BA trước rồi mình sẽ chỉnh sửa chữ Chris sau. King. Đó. Rồi tiếp theo là những cái chữ phía dưới này. Ví dụ như marketing, đào tạo, kinh doanh. Đó. Rồi, sau khi chỉnh sửa xong các phần chữ thì chúng ta có thể chỉnh sửa tiếp các phần hình bằng cách các bạn thấy cái ô media ở đây không? Thì tương tự mình double click vào và mình sẽ tìm kiếm một cái hình mình kéo thả vào. Ví dụ như mình sẽ lựa chọn cái hình này đi. Mình sẽ kéo thả vào trong cái ô là project ở trên đây. Mình thả vào đâu cũng được. Ví dụ như thả vào đây. Rồi sau đó mình sẽ kéo trên đây, mình thả xuống phía dưới phần media phía dưới. Rồi tiếp theo là mình sẽ phóng to nó lên bằng cách là mình sẽ sử dụng cái công cụ mũi tên này, mình lựa chọn vào cái phần đây, mình phóng to nó ra. Các bạn có thể đè phím shift để các bạn giữ đúng tỷ lệ của nó. Rồi chúng ta quay lại chúng ta coi cái mẫu nó như thế nào ha. Đó.
thì cái mẫu của chúng ta nó sẽ hiển thị như thế này. Đó, chúng ta có thể kéo cái đoạn timeline này để chúng ta coi nó biểu diễn ra làm sao. Đó, thì mẫu quảng cáo của chúng ta nó sẽ như thế này đó. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ render cái video này ra. Chúng ta sẽ xuất cái file video này ra bằng cách chúng ta bấm vào export file, export, chọn add to render queue. Rồi, ở đây thì chúng ta bấm vào chữ lossless để chúng ta chọn định dạng khác để giảm kích thước nó xuống. Thì format thì chúng ta chọn H264 và bấm OK. Đó, sau đó thì chúng ta chọn nơi lưu bằng cách click vào cái ô bên đây, output. Ví dụ như mình sẽ lưu ra ngoài desktop, story 1, bấm save. Và bây giờ mình bấm render là nó sẽ xuất cái video ra ngoài desktop cho chúng ta. Vậy là chúng ta đã xong cái phần thiết kế video. Bây giờ mình sẽ tắt cái này và mình sẽ ra coi cái video của mình nó như thế nào nhé. Đó, đây là sẽ là cái mẫu quảng cáo của mình. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ set quảng cáo cho Instagram. Thì để có thể set được quảng cáo trên Instagram thì các bạn vào trang business.facebook.com. Tại vì Instagram là con của Facebook mà, nên nó sẽ chạy thông qua cái trình quản lý quảng cáo của Facebook. Thì các bạn phải tạo cái trình quản lý này nha, vào phần cài đặt. Ở đây thì chúng ta có cái mục là tài khoản Instagram. Thì lúc này chúng ta sẽ kết nối cái tài khoản Instagram của mình vào. Đó, bằng cách chúng ta bấm vào thêm và bấm vào kết nối tài khoản Instagram của bạn. Sau đó thì các bạn chỉ việc đăng nhập cái tài khoản Instagram của các bạn vào để liên kết với cái trình quản lý kinh doanh. Rồi, ở đây thì mình đã kết nối rồi thì mình không cần phải làm nữa. Sau khi mà đã kết nối được tài khoản Instagram với cái trình doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta hãy bấm vào quản lý quảng cáo của chúng ta, trình quản lý quảng cáo, thì chúng ta bắt đầu tạo chiến dịch. Rồi sau đó chúng ta bấm vào nút tạo quảng cáo. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn mục tiêu quảng cáo của chúng ta là gì. Nếu mà các bạn muốn tăng về lượng follow thì các bạn hãy chọn là số lượng người tiếp cận. Còn nếu mà bạn muốn tăng đơn hàng thì bạn hãy chọn cái mục là tin nhắn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là số lượng người tiếp cận đi ha, để tăng follow. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ chọn ngân sách hàng ngày của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ như mình sẽ chọn 200 ngàn một ngày. Rồi sau đó mình sẽ bấm tiếp tục. Ở mục này thì các bạn hãy chọn tiếp cho mình về vị trí địa lý đối tượng của khách hàng của bạn. Đó, ví dụ như tệp nữ ở Việt Nam, độ tuổi từ 13 tuổi. Rồi, các bạn có thể chọn thêm nhân khẩu học, sở thích và hành vi nếu các bạn muốn. Ở đây thì mình cũng không cần chọn, tại vì mình muốn là càng nhiều follow càng tốt. Sau đó ở dưới một vị trí quảng cáo thủ công thì chúng ta để lại Instagram thôi, còn những cái khác thì chúng ta tắt đi. Sau đó chúng ta bấm vào một nhận diện để chúng ta có thể tải được cái video của chúng ta lên và tạo ra mẫu quảng cáo mà chúng ta mong muốn. Đó, ở đây thì chúng ta hãy chọn là cái tài khoản Instagram mà mình muốn. Rồi, tiếp theo chúng ta chọn một hình ảnh và video. Và chúng ta xóa cái mục cũ này đi. Chúng ta thêm file phương tiện mới, thêm video. Chúng ta tải lên cái video hồi nãy chúng ta tạo một story. Sau khi mà chúng ta đợi chờ cái nó upload lên thì chúng ta hãy chỉnh sửa cái phần văn bản chính của chúng ta ở đây. Phần nội dung quảng cáo của chúng ta sẽ thể hiện ở trên đây. Đó, chúng ta có thể coi cái mẫu quảng cáo chúng ta nó sẽ xuất hiện như thế nào. Và chúng ta có thể thêm những cái nội dung để chữ mô tả cho cái quảng cáo của chúng ta, để chúng ta kêu gọi mọi người follow chẳng hạn. Đó, ví dụ như là hãy follow. Tiếp theo và cuối cùng là chúng ta bấm xác nhận để cho cái quảng cáo chúng ta được chạy. Vậy thôi. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách chạy quảng cáo Instagram một cách hiệu quả. Thì nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay là có muốn mình làm video gì tiếp theo thì các bạn có thể comment phía dưới. Và hãy nhớ là subscribe kênh và bật chuông thông báo để đón xem những cái video khác bổ ích hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.